Hai anh em chúng em đã quay trở lại kênh Cây Thêm. Vâng, trong video này mình sẽ giới thiệu hai cái sản phẩm vô cùng thú vị luôn. Đó chính là cái con camera, nhưng mà không phải là camera bình thường anh em thấy hàng ngày đâu. Camera bình thường thì quá dễ là phát hiện rồi, trộm hay là khách ai đấy mà đến nhà hay là ở cửa hàng gì, anh em mà có cửa hàng hay shop sủng gì đấy mà đến, mà có ai đến thì họ nhìn phát biết ngay đó là camera. Ok, thì đây không phải là camera bình thường anh em thấy hàng ngày, mà nó là camera kiêm bóng đèn. Vâng, nó là bóng đèn hay nó là camera thì mời anh em xem trong video này. Và một phần con tai nghe Bluetooth giá rẻ nữa. Thì hai sản phẩm này mình nghĩ không đắt nhá, giá cũng trung bình thôi. Và anh em xem chất lượng cái sản phẩm này rất là thú vị luôn. Chất lượng nó như nào mình sẽ review sản phẩm này trước. Rồi ok, thì hai sản phẩm mình sẽ review trong video này. Ok, chúng ta sẽ để con tai nghe R11 này sang một bên, thì nữa sẽ review sau. Còn đây, camera bóng đèn. Vâng, anh em mắc cái bóng đèn anh em treo lên nhà thì bố ai mà biết được đó là camera đúng không? Quay được 1080p HD video luôn. Con này cảm biến ảnh là 2.0 megapixel. Cái hình ảnh rất là sắc nét, với cả nó có cái chế độ ban đêm xem chống nhiễu IR, mobile viewing xem trên điện thoại hay là đàm thoại 2 triệu đấy. Bây giờ mình treo cái đèn này lên rồi mình ví dụ có trộm đến mình dọa trộm phát chả biết, trộm chả biết mình đang nói ở đâu luôn. Cảnh báo phát hiện chuyển động luôn đó, sẽ phát ra tiếng động để dọa trộm, hoặc là nó sẽ có cái thông báo về điện thoại để anh em biết là có ai đang trong nhà đang làm gì. Diversion chế độ xem đêm này cải thiện này, cải thiện xem nó đỡ bị nhiễu, đỡ ít bị nhiễu và hình ảnh nó tốt hơn, hay là thẻ nhớ hỗ trợ lên tới 128GB luôn. Và ngoài ra nhá, ngoài thẻ nhớ này thì mình có tham khảo là con này ngoài lưu trữ trên đám mây còn có cả lưu trữ được trên Google Drive. Ngon chưa, tuyệt vời luôn. Và xoay 360 độ, 1080p wifi, 360 độ panoramic, live bên camera, có hình bóng đèn đây, và cái này theo tiêu chuẩn đuôi E27 nên phù hợp với tất cả những cái ổ bóng đèn này anh em nhé, anh em an tâm. Nói chung là cái đuôi nào của bóng đèn này anh em đều vừa hết. Và sản phẩm thú vị này thì anh em muốn mua mình để link mua ở dưới video nhá, anh em không thể bỏ qua đây. Sách hướng dẫn bằng tiếng Việt luôn. Magixi nha anh em, biết Magixi thì cực kỳ nổi tiếng và mình cũng review khá là nhiều đồ công nghệ của Magixi, camera hành trình, TV box rất là ngon của Magixi nhá, và họ có thị trường Việt Nam luôn nên sách tiếng Việt luôn đó, có cả hỗ trợ bảo hành tiếng Việt luôn, hướng dẫn kết nối luôn, rất là chi tiết, rất là ngon. Đấy, đây, trời đất ơi, anh em nhìn đây mà anh em bảo đây là cái camera thì ai mà tin nổi. Cái bóng đèn anh em ạ, đó là bóng đèn, rất là bình thường thôi. Cái bóng đèn cực kỳ bình thường thôi. Đuôi E27 này phù hợp với tất cả mọi đuôi của nhà anh em. Đấy, bên trong này thì chúng ta sẽ có thêm một cái xốp cũng khá cẩn thận luôn. Tặng thêm một cái đuôi này để gắn vào tường, đính vào tường cùng những cái ốc. Đó, ốc vít. Ok, thì cái này thì chắc là không cần thiết, mình sẽ gắn lên trần nhà. Rồi, gắn lên trần nhà thì bố ai biết được đây là bóng đèn. Và đây, chiếc camera bóng đèn. Nó là bóng đèn hay nó là camera anh em? Vâng, mình nghĩ nó là bóng đèn. Ok, thì đuôi thì bỏ qua nhá, không có gì giới thiệu. Mở, này cũng không mở được để anh em xem bên trong này. À đây, đây, mở được đây. Đó, bên trong mạch mủng đây. Đó, wow, có hai dây này, với cả những con tụ này. Cái gì chịu, mình không về điện mình không biết, không rõ. Thôi, đóng vào cho nó chắc. Đấy, chúng ta sẽ mở ra đóng vào được, đấy, để sửa chữa nhá. Và ở dưới này chúng ta sẽ có, thứ nhất là cái loa đàm thoại hay chưa. Đấy, ví dụ mình có thể nói từ điện thoại vào cái bóng đèn này. Vâng, và từ bóng đèn nói về điện thoại, đấy, đàm thoại hay chiều như bộ đàm. Và ở dưới này có cái mắt, đây, cảm biến cam 2 chấm đây. Quay full HD 1080p, vẫn được bọc, vẫn được cái dán cái lớp siêu này. Và đây còn cái nút reset nhá. Đó, nút reset này. Rồi. Đây, khe cắm thẻ nhớ chỗ này. Trời ơi, rất là gọi là không để lộ một bất cứ chi tiết nào để phát hiện đây là con camera luôn anh em ạ. Đây, chúng ta sẽ gắn bóng đèn như này. Đó. Rồi, và ok, nó chỉ thế thôi. Đơn giản thế thôi. Đây, cảm biến 2 chấm này, chế độ quay đêm nét này, cảnh báo này, nói chung là những cái tính năng gì mà camera bình thường có thì con này có hết. Và ngoài ra thì nó kiểu bóng đèn này thì nên trộm thì sẽ không biết là đây là camera, cực kỳ kết cái kiểu bóng đèn ngụy trang, kiểu bóng đèn như này luôn. Ok nhé, đây ở đây mình gắn thử lên cái đèn bàn học này, anh em có thể gắn lên đèn bàn học
gắn lên trần nhà, gắn ngoài ban công gì đấy. Và đây anh em có thể thấy đèn, đèn nó sáng. Thì nó có ba cái đèn ở đây nha anh em, 1, 2, 3. Chúng ta có thể bật tắt đèn ở trên cái app này. Đó, và anh em sẽ tải cái app Magixi này về. Đây, Magixi về. Chúng ta sẽ kết nối cái camera tới cái app này. Đây, đang kết nối đây. Đó, và nó hiển thị đang, mình đang chọn cái chế độ hiển thị tròn tròn này. Hay chưa? Cái camera này có một cái tính năng khá là thú vị. Đó, chúng ta sẽ chỉnh những cái chế độ này. Đó, có những cái chế độ đây. Đảo ngược hay là nhân đôi gì đấy rất là hay. Đấy, hay chưa? Đấy, một phát xem, xem ở chân này, xem ở phía trước này, xem bên cạnh. Mấy cái chế độ liền, hay phết. Đấy, lần đầu tiên mình thấy con camera có hai chế độ. Đây, soi dưới, soi trên này. Đây, ở đây là dưới này, và đây là tăng soi trên này. Đấy, hay chưa? Đó, 2, và 2, đó. Và chế độ ánh sáng thì chúng ta sẽ ví dụ tắt ánh sáng đi. Đây. Đấy, nó sẽ tắt đèn đi. Đấy, trở lại bình thường. Đấy, anh em bật đèn thì chúng ta sẽ bật. Đó. Như là một chiếc đèn bình thường luôn. Trộm không thể biết được. Ở đây phóng to màn hình. Đây là quay SD, HD này. Đó, hay là đây là giọng nói này. Bật âm thanh báo thức. Đó. Ở đây là tiếng nói này. Alo. 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 Đó, mình đang nói trên điện thoại và anh em nghe trên camera đó. Rồi. Chúng ta tắt cái tiếng nói này đi thì không nghe bên đầu dây bên kia. Khu vực hoạt động này, chọn cái khu vực hoạt động để cảnh báo này. Và shot chụp ảnh, bốn chế độ xem này. Đó, gắn bốn cái con camera Magixi vào đây. Anh em mua thêm Magixi có mấy camera liền nhá. Camera ngoài trời, camera trong nhà này, anh em mua một phát mấy con, bốn con phát xong rồi xem bốn con cùng một lúc. Và anh em sẽ thể thiết lập những cái cài đặt ở đây nhá. Cài đặt ở đây thì giống như ở camera khác thôi. Cài đặt thông minh, cài đặt báo thức, cài đặt cảnh báo, cài đặt báo chống trộm, ngôn ngữ gì đó. Với cái này thì thôi mình không chia sẻ vì camera nào hầu như cũng có hết rồi. Anh em thể lắp thẻ nhớ hoặc lưu trữ trên nấm bay. Rồi thì anh em muốn mua sản phẩm camera này nhá, thì chúng ta sẽ mua trong ngày giá hơn 500.000 thôi. Nhưng mà trong ngày 12 đến ngày 14 tháng 12 này, thì anh em mua thì sẽ được tặng một cái hộp quà của shop 99.000, trị giá 99.000, hấp dẫn chưa? Camera 500.000 xong rồi tặng một phần quà của shop 99.000 nữa. Thì anh em chỉ phải trả cái camera này khoảng hơn 400 được một con quay full HD, kiểu ngụy trang bóng đèn không ai thể biết được. Đấy, gắn ở đâu cũng được, rất là tiện nhá. Không cần phải củ sạc, không cần phải dây dợ lằng nhằng gì cả. Chúng ta chỉ cần gắn vào cái đuôi đèn thôi, không có dây dợ lằng nhằng. Ok, đây mình đang lắp ở phòng khách này. Đó, và đấy, anh em có thể xoay như trong tròng luôn. Đấy. Đấy, đang xem hai bà cháu đang ăn đây. Và chúng ta sẽ chọn, ví dụ chọn chế độ này ạ, 360. Đó, anh em sẽ xoay như này. Xoay 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 xoay. Như hình như kiểu kính vạn hoa luôn nhỉ. Đấy, xoay như này. Đấy, để xem. Đó, hai bà cháu đang ăn này. Đấy, chọn những cái chế độ khác và chúng ta xoay rất là thoải mái luôn. Đấy, xoay được kiểu hình cái bát luôn này. Đấy. Hay. Đây, bốn chế độ đều xoay được nhá. Đấy, xoay. Nhìn mỗi một khung hình thì mình để một góc. Đó. Đây là mình đang để chéo. Để chéo, còn anh em để từ trên trần xuống thì chúng ta sẽ chọn mỗi khung hình một góc hợp lý hơn. Đấy, như này. Đó. Tự xoay này. Theo dõi được toàn cảnh gia đình luôn. Toàn cảnh phòng luôn. Đấy. Đây là theo kiểu hình trụ. Đấy. Xem. Thề luôn chưa camera nào. có cái chế độ này. Từ trước giờ mình review. Ok. Tiếp theo mình sẽ review tới anh em. Đó là sản phẩm tai nghe True Wireless Earbuds R11. Thì con này đang bán với giá là... giá sale từ ngày 12 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12 là hơn 200.000 thôi. Cho anh em được, còn được tặng thêm một cái phần quà của shop trị giá 99.000 nữa. Đó, thì link mình sẽ để dưới video nhá. Anh em mua thì sẽ được tặng thêm phần quà, nhưng mà chỉ trong ngày 12, 13, 14 tháng 12 thôi nhá. Còn sau ngày 14 thì anh em sẽ không được tặng quà nữa đâu. Cái này cũng là tai nghe của Magixi. Chứ Magixi bây giờ làm khá là nhiều đồ công nghệ. Đấy, từ camera, cam hành trình đến tai nghe đây, rất là nhiều. TV box cũng review của Magixi khá là nhiều. Đó,
tai nghe earbuds xem nó như thế nào. 5V 2A, đàm thoại 2-3 tiếng sạc khoảng 40 phút. Vâng, hộp sạc ở đây có những tính năng nói chung là rất là cơ bản. Đàm thoại này hay là thời gian sử dụng lâu, có phím cảm ứng này, nghe nhạc chất lượng cao và rất là tiện nghi, nhỏ gọn. Ok, chúng ta sẽ xem bên trong nó như thế nào. Đó, ui, nó thiết kế nó là mình liên tưởng đến đến cái đèn ấy, cái đèn dán tường mà cảm ứng đấy. Và ở trong này sẽ có là cáp sạc chiều lòng người chưa anh em, hơn 200.000 nhá, tai si luôn, ngon lành. Và hai đôi tiếp tai đây. Đấy, tiếp tai từ to đến nhỏ. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng ngắn. Ok, đấy, trong suốt nên anh em sẽ biết được nó như thế nào bên trong. Và đây, nó không phải là tròn hoàn toàn nhá, ở dưới nó sẽ bè, hay nó sẽ bè hai bên trên dưới. Đó. À, cái này là mình liên tưởng đến cái hộp phấn của các chị em hơn là cái bóng đèn. Đấy, đây đằng sau chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C này. Đó, và đây mặt dưới đúng giống hộp phấn trang điểm luôn của các chị em, Galaxy True Wireless Earbuds Model R11. Và mở lên. Đấy, mở lên chúng ta sẽ có tai nghe đây, như kiểu gương kính ấy. Đây là màn hình hiển thị phần trăm pin này. Đó, đóng vào. Wow. Nó kiểu nó không không cứng ấy. Nó họ thiết kế kiểu gì mà đóng vào nghe rất là êm tai luôn. Đây. Đấy, rất là êm tai luôn nhá. Và có 500 nó hút nha anh em. Đây 500 hút này. Đó. Mở lên thì ở đây có một cái rãnh để chúng ta mở lên, cậy lên. Đây, tai nghe đây anh em. Tròn chưa? Nhìn nó dễ thương vãi chưởng ấy, nó tròn, nó bầu, nó gọn, nó nhỏ. Đây, chỉ bằng ngón út của mình thôi này. Đấy, nhỏ hơn cả ngón út luôn. Đó. Nhỏ thật đấy. Thế mà nhà sản xuất công bố là nghe được khoảng 4 tiếng và cái đốc sạc này thì sạc được khoảng 10 lần. Thì có nghĩa là nghe được con tai nghe này nghe được khoảng 40 tiếng cơ. Khủng thật. Đấy, chúng ta sẽ có ở phía trên là cái phím cảm ứng với cả cái đèn thông báo kết nối. Đó. Thế thôi. Rất đơn giản. Và phía dưới thì có mạch sạc thôi. Nhỏ gọn vãi cả chưởng luôn. Rồi đấy, thì cái này rất là tiện cho anh em nào mà tập thể dục này, hay là mang đi này, tại vì nó nhỏ mà. Đấy, tập thể dục, thể thao, chạy bộ, ngoài trời. Đó, bóc ra để kích hoạt mạch sạc đây. Đây, đang 99% pin luôn. Đó. Bên ngoài nó không bị nháy nha anh em. Đấy, lại còn hiển thị cả phần trăm pin đang sạc hai bên luôn. Thật sự là hơn 200.000 không thể ngờ luôn được con tai nghe mà nó thiết kế như này. Bây giờ xem chất lượng như nào, chất lượng nó mà ngon nữa thì quá ok. Đấy, từ cái đốc sạc cũng ngon rồi này. Bên ngoài không bị nhấp nháy nhá. Đây, R11. Và đấy, anh em có thể xem phần trăm pin ở đây luôn. Ok, sau khi nghe khoảng vài bài thì mình có chấm điểm con tai nghe này này. Thứ nhất là nó thiết kế nó nhỏ gọn nên khi chúng ta đút vào tai ấy thì nó nằm thọt lỏng trong tai, gọn trong tai nên khả năng cái âm của nó cũng khá là ổn. Đấy, nó kín tai. Còn về bát mid chép thì mình chấm đều đồng giá được 8,5 nha anh em. Bát cũng khá hay, mid chép nghe rõ. Còn về volume, nếu mà chấm volume mà thang điểm 10 thì mình cũng chấm được khoảng 8 điểm. Nói chung là nó cũng không cảm giác gây đứt tai nha anh em. Cách âm thì mình thấy ổn, tại vì nó nhỏ nó gọn nên mình nhét kín được vào trong tai luôn. Rồi link mua sản phẩm tai nghe với cả sản phẩm bóng đèn camera mình sẽ để ở dưới video, đều của nhà Magixi, công nhận là Magixi làm khá chất lượng mà còn rẻ nữa. Đây, tai nghe này chỉ hơn 200.000 mà vừa có tai si, vừa pin trâu 40 tiếng mà lại còn thiết kế cũng ổn. Đấy, anh em thấy cái đốc sạc của họ luôn, tai si mà có cả đồng hồ hiển thị phần trăm pin các kiểu luôn. Đó, trời ơi, quá ngon đấy chứ. Như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh hai sản phẩm nhà Magixi. Anh cảm thấy video hay và thú vị, đăng ký kênh, ấn chuông kênh mình nhé. Cảm ơn thôi video, bye bye. Ngon bổ rẻ ở đây chứ đâu. Bây giờ mình xác nhận là Magixi đồ công nhận là rẻ mà chất lượng luôn.